Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Giá bán toàn bộ những cái chiếc Ducati chính hãng ở Việt Nam, fan Ducati chắc chắn sẽ thích điều này. Giá xe Ducati tháng 9 năm 2008 không có nhiều đổi so với các tháng trước đây. Nó bật lên là một số phiên bản mới được giới thiệu như là Ducati Monster 821-2008 với nhiều đổi về mặt ngoại hình và công suất. Đây là những dòng sản phẩm mới đầu tiên trong 5 mẫu xe Ducati dự kiến sẽ tung ra thị trường vào cuối năm nay. Ducati là một thương hiệu mô tô nổi tiếng trên toàn giới, và ở thị trường Việt Nam, đây là một trong những thương hiệu được giới trẻ đặc biệt săn đón và yêu thích. Và dưới đây là chi tiết giá bán xe Ducati tháng 9 năm 2008 cập nhật mới nhất. Giá xe Ducati Sportster 2008. Phiên bản Ducati Sportster 795 giá niêm yết là 335 triệu đồng. Giá ưu đãi 329 triệu đồng và giá lăn bánh là 355 triệu 320 ngàn đồng. Ducati Sportster 976 mức giá niêm yết là 340 triệu đồng, mức giá ưu đãi là 335 triệu đồng, mức giá lăn bánh là 361 triệu 800 ngàn đồng. Ducati Sportster 81 Deck mức giá niêm yết là 405 triệu đồng, mức giá ưu đãi là 395 triệu đồng, mức giá lăn bánh là 427 triệu đồng. Ducati Sportster 821 Rest mức giá niêm yết là 407 triệu đồng, mức giá ưu đãi là 397 triệu đồng, mức giá lăn bánh là 429 triệu đồng. Ducati Sportster 1002 mức giá niêm yết 693 triệu đồng, mức giá ưu đãi là 682 triệu đồng, mức giá lăn bánh 736 triệu 500 ngàn đồng. Ducati Sportster 1002S mức giá niêm yết 800 triệu đồng, mức giá ưu đãi 789 triệu đồng, mức giá lăn bánh 852 triệu 200 ngàn đồng. Giá xe Ducati X-Adivel 2008. Phiên bản Ducati X-Adivel Spy mức giá niêm yết là 678 triệu đồng, mức giá ưu đãi 668 triệu đồng, mức giá lăn bánh là 721 triệu 500 ngàn đồng. Ducati X-Adivel Carbon mức giá niêm yết là 803 triệu đồng, mức giá ưu đãi là 799 triệu đồng, mức giá lăn bánh 863 triệu đồng. Giá xe Ducati Bullcitra 2008. Ducati Bullcitra 1002S mức giá niêm yết là 801 triệu đồng, mức giá ưu đãi là 697 triệu đồng, mức giá lăn bánh 753 triệu đồng. Ducati Bullcitra 1002S Touring mức giá niêm yết là 765 triệu đồng, mức giá ưu đãi là 745 triệu đồng, mức giá lăn bánh là 804 triệu 500 ngàn đồng. Ducati Bullcitra 1002S Babis mức giá niêm yết là 920 triệu đồng, mức giá ưu đãi là 910 triệu đồng, mức giá lăn bánh là 983 triệu đồng. Giá xe Ducati Superbike 2008. Ducati Superbike 899 Barclay mức giá niêm yết 565 triệu đồng, giá ưu đãi là 562 triệu đồng, giá lăn bánh là 607 triệu đồng. Ducati Superbike 1199 Barclay mức giá niêm yết là 989 triệu đồng, mức giá ưu đãi là 983 triệu đồng, mức giá lăn bánh 1.062 triệu đồng. Ducati Superbike 1299 Barclay S mức giá niêm yết 1.235 triệu đồng, mức giá ưu đãi 1.225 triệu đồng, mức giá lăn bánh 1.323 triệu đồng. Giá xe Ducati Chrysler 2008. Phiên bản Ducati Chrysler Icon mức giá niêm yết là 315 triệu đồng, giá ưu đãi là 306 triệu đồng, giá lăn bánh là 331 triệu đồng. Ducati Chrysler Urban mức giá niêm yết là 355 triệu đồng, giá ưu đãi là 345 triệu đồng, giá lăn bánh là 372 triệu 600 ngàn đồng.
Ducati Premier Classic, mức giá niêm yết là 357 triệu đồng, giá lăn bánh là 353 triệu đồng, mức giá lăn bánh là 381 triệu 200 nghìn đồng. Ducati Premier Full Throttle, mức giá niêm yết là 357 triệu đồng, mức giá ưu đãi là 337 triệu đồng và mức giá lăn bánh là 364 triệu đồng. Giá xe Ducati các mẫu khác: phiên bản Multistar Enduro cái màu xám, mức giá niêm yết là 7.708 triệu đồng, mức giá ưu đãi là 707 triệu đồng, mức giá lăn bánh là 764 triệu đồng. Multistar Enduro cái màu đỏ, mức giá niêm yết là 702 triệu đồng, mức giá ưu đãi là 700 triệu đồng, mức giá lăn bánh là 758 triệu đồng. Ducati Street Fighter 848, mức giá niêm yết là 765 triệu đồng, mức giá ưu đãi là 745 triệu đồng, mức giá lăn bánh là 804 triệu 600 nghìn đồng. Giá của Ducati Hypermostart, mức giá niêm yết là 424 triệu đồng, mức giá ưu đãi là 422 triệu đồng, mức giá lăn bánh là 456 triệu đồng. Giá xe Ducati Hyper Strada, mức giá niêm yết là 465 triệu đồng, mức giá ưu đãi là 459 triệu đồng, mức giá lăn bánh là 495 triệu 800 nghìn đồng. Lưu ý, trên đó là giá xe Ducati tháng 9 2018 mới nhất được cập nhật dựa trên giá thị trường. Tuy nhiên, tùy vào từng thời điểm cũng như các cửa hàng đại lý khác nhau sẽ cho ra những giá xe có sự chênh lệch. Các bạn nên tham khảo giá bán một số lý trước khi quyết định mua xe. Cảm ơn bạn dạp này là kế tiếp. Nhớ like, share, subscribe.